Cái công suất thì cái máy này nó chỉ có 1.250W thôi, nhưng mà công suất cái con này tới 1.500W là rất là nhanh. Và thời gian nạp khí của nó là 200 lít một phút, và bên đây chỉ có 150 lít một phút thôi. 12 lít thì các anh chị nghĩ đó, khoảng mười mấy giây thôi. Đồng thời kính chào tất cả các anh chị ha. Hôm nay giới thiệu cho anh chị, lâu rồi không có lên cái mẫu máy nén khí nào mới, thì hôm nay làm lại một cái video để giới thiệu cho các anh chị là những cái mẫu máy nén khí vừa và nhỏ gọn để mà mình phù hợp, mình mang lên xe mình chở đi. Tại vì trong cái thời điểm này nhiều anh chị đã vào cái mùa kinh doanh của mình rồi, nên là cái tỷ lệ mà việc sử dụng máy nén khí á, để mà chở đi, để dành chúng ta đi phun sơn, phun bê hoặc chúng ta làm những cái bắn đinh, thì cần những cái máy nhỏ gọn thế này và đem đến công trình. Thì hôm nay giới thiệu cho các chị ha, hai cái mẫu máy 12 lít đến từ hãng Datong. Thì như mọi người đã biết rồi là hãng Datong hầu như là họ đang đứng đầu về cái thị trường phân khúc máy Trung Quốc mà có những cái dòng máy nén khí chất lượng như thế này. Thì những cái mẫu này nó không có gì là mới cả, không có gì là mới cả nha. Nhưng mà hôm nay cái video này sẽ nói về những cái tính năng mà cực kỳ mà bên người ta chọn rất là tâm đắc khi tư vấn cho khách hàng. So với những cái dòng máy khác của trên thị trường thì Datong đang có thương hiệu khá mạnh trong vấn đề máy nén khí này. Có một vài cái đặc điểm như thế này. Một là tỷ lệ bơm khí rất là nhanh nha. Hồi xưa là chúng ta sẽ có những cái máy gọi là nén khí có dầu và máy nén khí không sử dụng dầu. Và máy không dầu á, nó chạy rất là êm, nhưng mà thời lượng nạp khí nó rất là lâu so hơn với những cái máy mà nén khí mà có dầu. Ngược lại máy có dầu nó ồn quá đi, nên là nhiều người ta lại không thích như vậy. Thì Datong nhận thấy được cái cơ hội sửa đổi như vậy á, thị trường như vậy, thì họ ra những cái dòng máy nén khí của họ và họ tập trung vào những cái tính năng như thế này. Một là máy nén khí tất cả đều là không dầu, nhưng nó lại có khả năng nạp khí nhanh giống như là những cái máy có dầu. Các anh chị là hay ha. Giảm được độ ồn, tăng được thời gian nạp khí, độ bền cao và giá thành hợp lý, thì hầu như là đang chiếm lĩnh thị trường rất là nhiều trong cái phân khúc mà máy nén khí trên thị trường. Mọi người đã coi trên video của Đồ Nghề Tự Chọn thì mọi người cũng đã thấy những cái máy nén khí mà cái tròn tròn dễ thương như thế này đã lâu rồi. Nhưng mà một số anh chị lại hỏi là máy 12 lít như thế này thì nó có mẫu truyền thống không? Mẫu truyền thống là mẫu này đây, mẫu này là mẫu fashion thời trang, thì mẫu truyền thống vẫn có nha. Nhưng mà mẫu truyền thống này thì nó có những cái lợi thế nổi trội hơn so với cái mẫu mà thời trang này. Giờ mình sẽ so sánh hai cái thông số nè. Một là về cái khả năng nạp khí nhanh, mẫu truyền thống sẽ nạp khí nhanh hơn mẫu của thời trang này. Lý do thứ nhất là cái máy này nó chỉ có công suất là 1,5 ngựa thôi, nhưng mà cái máy này công suất của nó, cái motor của nó tới 2 ngựa lần, nó mạnh hơn 25% lần nha, nên là nó sẽ nạp khí nhanh hơn. Để cho anh em mình mà bắn đinh, sơn BU hoặc là làm đi sơn, nó sẽ nhanh nạp khí hơn rất là nhiều luôn. Và cái công suất thì cái máy này nó chỉ có 1.250W thôi, nhưng mà công suất cái con này tới 1.500W lần, rất là nhanh. Và thời gian nạp khí của nó là 200 lít một phút, 200 lít một phút, và bên đây chỉ có 150 lít một phút thôi. 12 lít thì các anh chị nghĩ đó, khoảng mười mấy giây thôi do quá trình chúng ta nạp. Và khi mà nó hồi, khi mà chúng ta sử dụng mà nó hồi, nó cạn bình mà nó nạp lại á, thì một hôm sẽ có một video mình làm cho các anh chị xem mà thời gian đo như thế nào ha. Đó là điểm khác biệt giữa hai cái dòng này. Và về báo giá thì sao? Cái này là 2.290.000, giá cũ không thay đổi trong năm 2024 này. Còn cái máy này công suất mạnh hơn, đáp ứng nhu cầu nhiều hơn, nhanh hơn, khỏe hơn. Và chế độ bảo hành đều như nhau ha. Chế độ bảo hành đều là 6 tháng chính hãng hết luôn. Và cái máy này có giá là 2.6 triệu. Thì tất cả những sản phẩm này đều được hỗ trợ trả góp tại Đồ Nghề Tự Chọn hết luôn. Nhưng mà các chị lưu ý là giá này thì chưa bao gồm chi phí vận chuyển nha. Anh chị nào ở Cần Thơ thì bên mình sẽ giao tới tận nơi miễn phí trong bán kính là khoảng 5 km, hoặc là gửi ra trần xe cho các chị. Còn các anh chị ở tỉnh thì cái này là chưa có bao gồm chi phí vận chuyển ha. Và hỗ trợ trả góp thì tất nhiên là 0% lãi suất rồi nha, nên là mọi người cứ yên tâm, mình cứ mua về mình sử dụng cái máy này. Và bây giờ thế tiến hành bật thử, review thử về cái thời gian, về cái độ ồn, thời gian nạp khí và thời gian hồi khí để cho mọi người xem cái máy mới này nha. Cái máy này thì có clip rồi mình sẽ không làm. Rồi mời các bạn đi theo. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần test máy này, nó cũng đơn giản thôi ha. Trên này thì nói sơ lại cho các anh chị nào chưa biết sử dụng máy lần đầu á, trên đây nó sẽ có hệ thị điện áp nha. Cái đồng hồ đo điện áp nó không ảnh hưởng gì về cái máy đâu, để cho mọi người biết cái điện áp nhà của mình nó như thế nào đó. Đây là bình nén khí ha, đây là cái đồng hồ khí, đồng hồ áp suất khí. Và chúng ta sẽ có một cái vòi ga như thế này, một cái vòi ga để mà chúng ta bật, chúng ta xả ga. Trên đây hiện ra cái tích hợp được cái van nói nhanh rồi, cái van nói nhanh ha. Đây là công tắc, đây công tắc bật mở của cái máy này, chúng ta tắt và chúng ta chạy đó ha. Chúng ta bật chủ động. Và ngoài sau này
thì đó là một cái công tác xã ban xã an toàn chống nổ. Tất cả những cái máy nén khí đều có của ban xã này an toàn chống nổ hết, nên là mình rất là yên tâm trong vấn đề mà chúng ta làm ha. Khi quá áp suất nó sẽ bung ra và nó bảo vệ cho mình. Bên này thì nó sẽ có một cái van. Tại các bạn biết rồi, sử dụng máy nén khí nó hút không khí từ ngoài vào nên lâu ngày sẽ bị động nước trong này, nên là lâu lâu mình xả cái van này ra để mình giải phóng nước ra. Nhiều khi anh chị là sử dụng lâu không xả ra, tới cầm máy lên mỗi ngày nó mỏi nặng là lý do trong này nó có nước nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành xem áp suất trong này là đang bằng không nha, để thời gian bật lên coi như bao lâu thì nó sẽ tiến hành nạp đầy bình khí. 1, 2, 3. Giây 35 đạt được cái mức độ là tối đa là lực nén là 8 kg. 17 giây 35 này rất là nhanh đó. Thực tế là mình 12 lít mà mình nạp 17 giây 35 này nó rất là nhanh, và khi mà cái áp suất nó đủ là từ 6 đến 8 kg, hoặc thường thường là 8 kg nha, thì nó sẽ ngưng. 83 nó sẽ ngưng, rồi lúc này mình sẽ xả ra, và khi mà chúng ta xả tầm xuống khoảng 6 kg thì nó tự động nó hồi lại, thì mình sẽ đo thời gian hồi lại nó là bao nhiêu nha. Sáu giây cho cái độ hồi khí, khi mà giảm áp lực còn 6 kg thì nó hồi lên 8 thì mất khoảng 6 giây thôi. Nên là nó đáp ứng được cho các anh chị nào mà sử dụng súng bắn đinh á, hoặc là phun BU á, mà chúng ta bắn liên tục hoặc là sơn liên tục thì nó đáp ứng rất là nhiều ha. Về cái độ ồn thì hả, giờ các bạn cũng nghe rồi, để cái Migo này kế bên, và Migo này cũng là Migo loại tốt nha, thu âm được khá là ổn. Bằng chứng là các bạn có thể nghe cái giọng của mình trong video này. Và cái đồ ồn nó nghĩ là trong video này nó không có nhiều đâu, ở ngoài mình nghe rất là êm gu luôn. Và đặc biệt ha, dưới này nó có 4 cái đế cao su nữa, nên là nó sẽ giữ cho máy mình nó bám chắc như thế này nè. Khi mà mình để vào cái gạch như thế này mình dở lên là hầu như nó có đủ hết. Các bạn thấy không, nó có đủ hết, nên là khi mà nó vận động á, khi mà nó hoạt động thì nó không có lắc nhiều, nó giữ sự ổn định của máy. Cái thứ hai là nó không có bị ồn, nên là các bạn cứ yên tâm cái vấn đề này. Về cái thiết kế ha, nó cải tiến từng chi tiết luôn, nên là nó rất là thuận tiện trong vấn đề mà chúng ta không sử dụng cái máy này để thực hiện cho công việc. Rồi, đó là những cái giới thiệu sơ về tính năng của cái dòng máy 12 lít này. Không phải là sản phẩm mới, nhưng mà đang là mùa nên là nhiều anh chị hỏi quá, sẽ làm video này hướng dẫn cho các chị về cái dòng máy này để chúng ta thực hiện cho những cái công trình tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.